Vâng, xin kính chào tất cả các bác nhé. Trước mặt các bác đây là tiếp tục để là một cái lô vàng số đồng giá 1 triệu rưỡi, bao gồm hai loại là MU Silver và Cao Phun. Thì như các bác đã biết rằng là ngày hôm qua và hôm kia thì là cái lượng vàng đi là cực kỳ là khủng luôn. Một ngày thực sự là bọn em cài là cài hết hết tốc lực luôn đấy. Thì hôm nay thì cái đơn hàng đã đi rất chi là nhiều rồi, tuy nhiên là cái lượng hàng vẫn còn để phục vụ tất cả các bác. Thì hôm qua thì em cũng đã hướng dẫn các bác cách chúng ta cài đặt bằng máy tính cái con vàng này. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cài bằng tay. Để các bác về nếu mà không muốn dùng máy tính thì chúng ta có thể cài bằng tay. Thì em xin giới thiệu lại một chút, thì cái loại này thì đồng giá có hai loại, của một loại là MU, một loại là Cao Phun các bác nhé. Đây là một trong những cái dòng vàng phải nói là tiếng cực hay luôn, rất đẹp các bác. Đấy, các cái núm nó có cái đèn rất chi là đẹp, con nào cũng đẹp hết. Đấy. Đấy, dòng này thì nó có, con loại này là có 6 cấp trung hũ. Đây, có 6 cấp. Đây rồi, trung hũ này. Đây. Có 6 cấp chúng này chúng ta trung hũ nhá. Đấy, 6 cấp trung hũ. Nó có bộ nhớ riêng từng loại một, mic riêng, effect riêng. Đấy, có 4 chế độ nhạc thì chúng ta chọn đây. Đây chúng ta thấy là music 1 đang nháy nháy, 2 này, 3 đây. 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, chúng ta thấy không? Những cái chế độ này thì chúng ta sẽ chọn khi chúng ta hát karaoke hoặc là nghe nhạc, thì tùy theo các bác thì các bác sẽ cài những cái chế độ để chúng ta nghe. Đấy. Thì bữa nay em sẽ hướng dẫn các bác cài tay, con này. Thì đây cái công việc của em từ sáng đến giờ đây các bác. Đây các bác này, đây em cài hết một đống này này. Đấy, cài đấy, toàn bộ những cái vàng này là để chiều là các thợ đóng gửi cho các bác đấy. Đấy, toàn bộ vàng đây rất chi là khủng khiếp. Đấy, thì bác nào mà lấy có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhé. Tất cả vàng này thì đấy, như các bác thấy đấy, em là phải ngồi tự tay em cài. Em cài đây, máy tính đây, đang để ngay đây nè. Đấy, cài cả máy tính. Rồi bây giờ là cài bằng tay cho các bác xem. Thì vàng này thì giá là 1 triệu rưỡi, chưa có ship. Đấy, chưa có ship. Thì nếu bác nào muốn kiểu thêm lại cái chất âm của cái vàng này nhá, thì các bác có thể click lên đường link ngay phía trên này, đấy là chỗ ngón tay của em này, phía trên này đấy có cái đường link đấy, thì chúng ta click vào cái đường link đó để chúng ta xem. Hôm qua em đã test chất âm của nó và có thể là xem tiếp cái mà giới thiệu về cái nội thất con vàng này cũng ở trên đường link này luôn, ngay với góc này này. Đây các bạn thấy này, ngay chỗ ngón tay em đấy, đấy thì cũng có luôn đấy. Thì hoặc là các bác có thể xem cái phần miêu tả thì có đường link em gửi cho đó nhá. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng em. Số lượng vàng đang còn đủ để phục vụ cho các bác, và sau lô này sẽ còn rất những cái lô vàng khác nữa, cho nên rất mong sự ủng hộ các bác và chúng ta đăng click vào cái nút đăng ký theo dõi kênh nhá các bác nhá. Và bây giờ em sẽ trở lại công việc chính là cài đặt cho các bác xe. Thì đây em sẽ cài con trên cùng. Thì cài con này nó khá đơn giản, chúng ta sẽ để ý là nó sẽ có hai cái nút này ở trên đây, nó có các cái nút để chúng ta chỉnh này, music này, mic này, DSP đây là tức là vang nhại. Cái nút này là nút input, tức là chọn cổng vào. Đây là có BGM này, chúng ta chọn này. OT, OTP là không dùng đến. Auto là mặc định này. Đấy, BGM này, đấy, có hai cổng. Và đấy. VOD. Thì các bác chỉ việc bấm cái nút này để chúng ta chỉnh ra các cái cổng mà chúng ta dùng thôi. Đấy. Nút này là nút music này, đấy, chọn các chế độ. Đấy, dưới đây là nút lock là khóa, nút này lưu, ấn nút này giữ để lưu. Ấn feedback là nút trung hũ, nút cổng center, nút sub đấy. Nút center này là cái nút này để tăng thêm cái tiếng bass. Nút này là hai nút trên xuống là tăng tông nhạc, cái nút này nút menu. Đấy, bây giờ em sẽ cài cho các bác nhá. Thì để cài mic với lại music thì chúng ta chỉ việc nhấn cái nút này thôi. Đấy chúng ta nhá, mic max volume. Thì chúng ta cứ để tối đa 88 nhá, hết cỡ nhá. Rồi cái này là EQ 16 kHz. Thì cái này là chúng ta là phần tép, các bác muốn nghe tép chúng ta vặn lên đấy, vặn luôn cái nút này nhá. Đấy, vặn cái này lên một tí đấy, tiếp ấn tiếp vào nó thì chúng ta sẽ là phần là 63 cũng là phần tép nhá. Đấy, chúng ta muốn nghe tép chúng ta vặn lên thôi, nhấn vào vặn này quá nhá. Tiếp theo là 2,2 ký phần trung, chúng ta muốn nghe hoặc giảm xuống đấy, trung 1 ký cũng trung, cái này cũng nên giảm xuống. Đấy, tiếp theo là đến nữa là 134 là phần bass, các bác muốn nghe bass các bác vặn lên, còn em này không thích lắm em để 134. Tiếp theo nữa là 57 cũng là bát. Rồi cái này là xong đấy. Rồi xong, đó là xong nhá. Đấy. Xong phần chỉnh bát tép của nhạc.
mic cũng tương tự như thế thôi. Mic effect volume thì chúng ta cứ để 30 dB nhé. Effect volume. Tiếp theo, max volume của đây thì chúng ta để lên cũng 88. Cái nút này lâu ngày nó không được mà không được xoay nên nó không được ăn lắm, chúng ta phải xoay một lúc nó mới ăn nhé. Này chúng ta cứ xoay một tí là nó sẽ lên. Đấy, nó đấy. Rồi. Cái này là cũng phần tép của mic này. Mặc định là em sẽ để cho các bác là về 00 hết nhá. Tức là không, các bác muốn là em chỉ tăng cái tần số này 63 lên một chút để các bác hát nó nhẹ hơn thôi. Phần về tùy theo loa các bác có thể chỉnh lại cái phần này nhá, đơn giản lắm. Đấy. 2.2 em cho về 0 luôn. Tại vì là cái này là em cài chung, không cài theo loa, cho nên mà em tốt nhất là em cứ để 0 hết cho các bác về, các bác để thế cũng hát được rồi. Còn các bác nào muốn chỉnh thì các bác có thể vào đây chỉnh. Đây nhắc lại cái 134 này phần bát nhá. 57 này là phần bát này. Đấy, xong. Cắt là lâu cắt thì chúng ta cắt đến 50 hạt thôi. Rồi xong phần này nhá. Tiếp theo là đến cái phần DSP là phần vang nhại, chúng ta ấn vào được DSP thì cái số 2 này sẽ nháy và chúng ta ấn vào menu. Thì chúng ta ở đây Eco Lever. Eco Lever để thì chúng ta vặn nó lên đến 45. Đấy. Tiếp theo chúng ta ấn nút mũi tên lên xuống. Delay. Delay 1 tức là loa trái đấy. Chúng ta để 20. Delay 2 tức là loa phải. Tức là nó sẽ có delay 1 delay 2 đấy, là hai bên loa nó sẽ delay khác nhau, để giống 20 luôn nhá. Để 20 luôn. Repeat tức là độ dài ngắn. Đấy, dài ngắn của cái phần nhại thì chúng ta để 16. Rồi xong nó hết rồi, cho ấn tiếp menu để sang phần revert. Revert thì bây giờ revert level chúng ta cứ để lên khoảng 35. Đấy, tiếp theo ấn nút mũi tên lên repeat. Cái này tức là revert cái phần mà echo nó lấy sang revert đấy, chúng ta để khoảng 7. Đấy, nếu mà đừng có lên nhiều quá. Rồi, cái phần wick này. Phần wick này thì nó chúng ta cứ để mặc định nó là 30 nhá. 30 cho em. Tiếp theo. Đấy. Phần wick xong, tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp đến cái phần đây, phần này chúng ta để nó khoảng 19. 16 thôi. Từ từ nhầm rồi. Lại các bác nha, để lại phần nào lại. Echo này, sang reverb này. Đấy, repeat là để 7 này, phần wick này chúng ta để khoảng 30. Phần này chúng ta để khoảng 19. Chúng ta đưa về nó khoảng 19, tức là độ này là độ dài ngắn đấy. Tiếp theo cái này thì chúng ta để khoảng 16 thôi. Đấy. Đâu rồi? Xin lỗi các bác nhé, em vừa nói em vừa nhìn vừa nói cho này mà nó không chú tâm được. Phần rear delay cái này ta để về 0 luôn nhá, để số 1 thôi. Rồi tiếp tục ấn nút menu nữa. Rồi cái này là EQ, chúng ta cứ đưa về 0 hết đi. Đưa 0 hết. Cái 10k này chúng ta cho lên họ 2 dương 2 dương 3 gì đó để cho lấy tiếng xì nhá. Tiếp theo Vitario, cái này thì chúng ta cứ đưa nó về được. Cái này là lấy tầm là 15, tức là cái độ trầm của tiếng ấy. Xong ấn này, tiếp theo cái này để khoảng 29 30 gì đấy, 30 đây. Rồi tiếp theo ấn nút menu nữa thì nó sang cái này là bằng 0 thì bỏ bằng 0 luôn. Đấy, xong cái này thì tăng độ bass lên thì ta cũng không để. Rồi thế là xong phần echo. Đấy, tức là mix xong rồi, nhạc xong rồi, echo xong rồi thì chúng ta đến cài đến cổng center thôi. Ấn cái nút này để thoát ra hết nhá, sao màn hình chính này. Đấy. Và ấn vào cổng center. Center thì mà music volume thì chúng ta để khoảng 80, ok. Bass của cổng center này. Chat của cổng center này, cái này thì để không hết. Mix của cổng center này chúng ta để khoảng 82. Cứ để giống như em là được. Các bác không cài, không dùng cổng center để chúng ta bỏ qua đoạn này. Cổng sub. Sub thì cổng sub volume này chúng ta để khoảng 85. Cắt tần số cao, sub là chúng ta cắt đến 100 Hz rồi nhá. Cái sub này chúng ta chỉnh là phải chỉnh nút bên này các bác nhá. Đấy, 100 Hz. Tiếp theo mix sub này, cái này thì đưa về 0. Tại vì là tiếng mix ra sub, chúng ta không lấy tiếng mix ra sub. Đưa về 0 hết.
Rồi xong đó. Rồi lại xong rồi, ấn thoát ra. Và bây giờ chúng ta muốn canh chỉnh cái vân volume của nó. Canh chỉnh volume của nó thì chúng ta cho nhạc khởi động nó thấp lại. Thấp lại. Có thể để 340 gì đó thôi. Rồi mic thì chúng ta để khoảng 70 là ok. À, cái F6 đấy là độ chống hú, chúng ta để khoảng nấc thứ hai thôi. Đấy, thế là xong. Rồi chúng ta lưu lại thôi, lưu thì chúng ta ấn một cái nút lock là chúng ta lưu này. Đây. Đấy, nó thế nó là lưu nhá. Đấy, còn chị. Đấy các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cửa hàng em nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá.